Dạ vâng, cửa hàng nông nghiệp Công Huy Hòa xin kính chào toàn thể các anh em quý vị các bác nhé. Địa chỉ cửa hàng tại thôn 8, xã Đắk Bút So, huyện Tuyên Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Và sau đó thì cửa hàng chúng em có sử dụng Zalo và cửa hàng chúng em thì có nhận siêu cốt toàn quốc luôn các bác nhé. Hôm nay thì chúng em vừa mới dọn rửa và cũng vừa mới về được một chiếc máy cưa siêu mini tay cụt luôn các bác. Hệ Estin các bác nhé, MS150TC. Đó, một chiếc máy cưa hàng bãi. Hàng của chính hãng nhà Estin luôn các bác nhá, hàng bãi Đức đấy ạ. Cực kỳ nhỏ gọn luôn, con này thì cân nặng chỉ khoảng tầm 3 kg thôi các bác nhá. Mà cái này, con này sản xuất đời cực kỳ cao, tháng 2 năm 2017 này các bác. Đấy. Tuyển lựa rất chi là hiếm hàng nha, lâu lâu mới có được những cái cây VIP như thế này thôi. Bình xăng trong này các bác, cho dễ dàng căn chỉnh cũng như là xem lại xăng cộ, nắp xăng, nắp nhớt là nắp cài, hệ nắp cài luôn. Làm xích nguyên zin của nó hết các bác nhá. Con này thì đều còn thắng xích đầy đủ luôn cho các bác. Thắng xích sử dụng đầy đủ nguyên. Có núm bơm xăng phụ, e gió ở đây. Công tác ở trên này các bác nhá. Rất tiện lợi luôn. Một chiếc máy cưa nhỏ gọn, cực kỳ VIP các bác nhá. Vặn một ốc lam bằng trực tiếp bằng khóa 13, tăng chỉnh xích nhanh thì phần cạnh cạnh ốc lam này đây các bác ơi. Đó, máy móc tình trạng đảm bảo cho các bác là về các bác leo cây cắt cành đồi quá nhỏ gọn luôn, một tay cầm vô tư luôn các bác nhá. Cho các bác nào mà về sử dụng chuyên nghiệp hay leo trèo cành đồ linh tinh thì các bác nên lựa chọn những sản phẩm như thế này. Đó, này nói chung là con này thì chỉ phù hợp cho các bác nào về sử dụng nhiều thôi. Thì các bác sử dụng hàng Estin này thì có lẽ là siêu VIP rồi. Hãng này có lẽ là không còn hãng nào có thể qua được hệ này như thế này các bác nhá. Đấy. Qua VIP qua chất lượng rồi các bác nhá, leo trèo cắt cành tỉa cành tỉa nhánh đồ linh tinh và sử dụng chuyên nghiệp. Về sử dụng ngày này qua tháng nọ các bác nhá thì con này thì cực kỳ tốt luôn, chịu lực rất khỏe. Đó, và các bác nào mà về sử dụng công suất nhiều thì lựa chọn những dòng như thế này thì độ bền của nó rất là cao. Hệ Estin thì siêu bền, siêu chất lượng rồi các bác nhá. Estin 150TC. Rồi, cửa hàng chúng em xin phép giật test nổ con này cho các bác nghe vào tiếng máy luôn. Xin phép các bác là cho chúng em đặt xuống dưới đất giật cho nó dễ dàng các bác nhá. Vừa quay vừa giật thì đôi khi nó cũng hơi khó. Con này thì cửa hàng chúng em vừa mới dọn rửa xong nên là nước thì nó đôi khi nó bắn ra nó hơi bị ướt một tí xíu các bác nhá. Các bác thông cảm giúp cửa hàng chúng em. Máy móc thì bao cho các bác là nguyên zin nguyên bản. Hàng chưa bung chạm máy móc, tình trạng cho các bác là bao nguyên zin từ A tới Z. Từ A tới Á cho các bác luôn. Nòng hơi thì chưa bung chạm gì luôn cho các bác nhá. Tất cả linh kiện thì nguyên zin hết cho các bác. Rồi các bác nào ưng ý con này thì liên hệ cho cửa hàng chúng em. Đó, nói chung là con này thì giá thì nó cũng hơi cao các bác nhá. Không phải là những dòng hệ Estin hệ giá rẻ như mấy cái dòng cưa tay cụt mà hệ Nhật bãi đâu ạ. Nên là các bác tham khảo kỹ, các bác nào mà cần tham khảo giá thì hãy liên hệ cho cửa hàng chúng em. Ôi, cửa hàng chúng em xin chào các bác và hẹn các bác ở phía sau.